thương. Con bé kia nó đến nó bắt con của anh Quyền. Nha, đặt con nhà anh Quyền xuống, nó cứ tha cổ con anh Quyền vào đây. Thì mình cười gần chết. Mẹ nằm quay đi kia rồi. À, ra, ra. Dặn đi con, dặn, dặn đi, dặn đi. Ừ thì chắc chắn là choco hoặc là lilac rồi, nhưng mà con này màu xám. Chắc chắn luôn màu xám. Kêu. Chỉ nếm cho mình thôi mà. Cái thật. Cái thật á? Từ nãy giờ muốn cười thế. Mình nói trước xong rồi. Đúng rồi, cái đấy. Trời ơi, mồm đầy dãi. Kêu đấy, thằng nào nhỏ nhẹ thế không biết đấy. Cái chân to nhỉ? Cái chân trước nó to, nó nhìn to. Lùn nó không như con của con đô.
cứ để không ăn nhau chị ăn thì bỏ bên ngoài. Cái nhau với nhiều dưỡng chất thì lại không ăn. Ghê gớm phết nhỉ. Đây đây đây.